thì hôm nay không thể ra được. Phải chờ Xuân Linh về đây mới ra được. Một thông điệp cuối cùng, nguyên đơn khiếu kiện tố cáo cùng với nhân dân xã Đồng Tâm muốn chính phủ về đối thoại. Là đối thoại là gì? Là hai bên đưa ra chứng cứ, những lý lẽ, những thực tế hết sức chính xác, minh bạch, song phẳng để chứng minh bên nào đúng, bên nào sai, để thống nhất văn bản, ký kết và kết luận để thực hiện. Mà khiếu kiện ở đâu, sự kiện xảy ra ở đâu thì nơi đó chịu sự trách nhiệm của thanh tra, chứ không phải việc xảy ra ở Đồng Tâm mà lại về huyện hay về thành phố để xem xét thì có còn tính minh bạch, tính chất chính xác hay không. Hơn 3 triệu kết quả tìm kiếm trong vòng 0,41 giây vụ án Đồng Tâm. Để tin nóng nhất. Bắt giữ con tin tại Đồng Tâm, 38 người. Biến cố ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm mà trở thành điểm nóng khi người dân Đồng Tâm cho rằng là cái đất hàng chục hecta đất đồng xanh là đất nông nghiệp chứ không phải là đất quốc phòng. Diễn biến vụ Đồng Tâm, biến cố Đồng Tâm có thể quay bắt nguồn từ năm 1980 khi Bộ Quốc phòng giao đất xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn ba xã huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm. Đến năm 2014, Bộ Quốc phòng có quyết định giao đất cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tiếp nhận, quản lý và sử dụng công trình quốc phòng A1, trong đó 46 hectare thuộc xã Đồng Tâm. Đây là khu đất đồng xanh nơi người dân canh tác hàng chục năm qua. Dân muốn thành phố lắm làm rõ trắng đen ranh giới đâu là đất nông nghiệp, đâu là đất quốc phòng và khi thu hồi cần có giấy tờ cụ thể. Vụ việc đỉnh điểm vào ngày 15 tháng 4 năm 2007 khi 4 người bị bắt để phục vụ điều tra gây rối trật tự công cộng liên quan giải tỏa đất xã Đồng Tâm. Hành động này vấp phải sự phản ứng dữ dội giữa người dân, trong đó có cụ Lê Đình Kình 82 tuổi là người có tiếng nói và ảnh hưởng lớn đối với dân làng Hoành Đồng Tâm. Ông Kình có hơn 60 năm tuổi đảng, nguyên là bí thư đảng ủy xã. Sau khi ông Kình và người khác bị đưa đi, một số công dân Đồng Tâm đã đập phá ô tô và 38 người gồm các cán bộ huyện Mỹ Đức, chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động bị dân giữ trong nhà văn hóa. Ngày 16 tháng 4 năm 2007, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chính thức phát đi thông tin liên quan đến vụ người dân giữ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Đồng Tâm. Một ngày sau, dân thôn Hoành cho biết họ sẽ trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội. Đến
Ngày 14 tháng 4 thì Công an Hà Nội cho biết dân Đồng Tâm đã thả 15 cảnh sát cơ động và 3 người được giải thoát. Đồng thời, 4 người dân Đồng Tâm bị bắt trước đó đã được thả. Riêng cụ Lê Đình Kình vẫn nằm điều trị. Nguyên nhân sau đó chính ông Nguyễn Đức Trung công khai là bị ném lên ô tô. Cùng ngày, thường trực Thành ủy Hà Nội thông tin phân công chung động tiếp xúc, đối thoại và giải quyết bức xúc giữa người dân. Ngày 14 tháng 4, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã về gặp Đồng Tâm, người dân Đồng Tâm và cùng nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập tổ chức công tác đối thoại với người dân. Chiều 24, ông Nguyễn Đức Trung có mặt tại Mỹ Đức để đối thoại. Người dân Đồng Tâm cam kết làm rõ nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng hay đất nông nghiệp, mấu chốt cuộc tranh đấu đòi quyền lợi của người dân Đồng Tâm, điều tra đúng sai, bắt 4 người. Tuy nhiên, người dân không đến. Cùng ngày, thanh tra thành phố Hà Nội cho biết quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng, quá trình xử lý trước từ trước đến nay với vụ đất Miếu Môn. Đến ngày 21 tháng 4, người dân thôn Hoành thả thêm ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức. Ngày 24 tháng 4, ông Nguyễn Văn Trung và xã Đồng Tâm lại tiếp tục đối thoại, ghi nhận 21 vấn đề bức xúc và hứa chỉ đạo giải quyết công tâm nhất. Trong đó, ông Trung tới nhà văn hóa thôn Hoành sau gần 2 giờ làm việc, 19 chiến sĩ được thả về nhà. Công bố thanh tra đất Đồng Tâm ngày 27 tháng 7 năm 2019, thanh tra thành phố Hà Nội công bố dự thảo thanh tra việc giải quyết sử dụng khu đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm theo hồ sơ quản lý Ủy ban nhân xã Đồng Tâm. Thì đất nông nghiệp diện tích 59 hecta hoặc 49 hecta xứ đồng xanh, nhưng ông Lê Đình Kình và một số công dân Lê Đô dân không đồng tình. Ông Lê Đình Kình đại diện một số người dân có khiếu nại ở xã Đồng Tâm, gửi đơn lên thanh tra chính phủ để giải quyết xem xét chính xác và hợp pháp kết luận mà Hà Nội công bố cuối tháng 4 năm 2019. Ông Nguyễn Văn Hà, tổ giả soát thanh tra chính phủ, khẳng định kết luận như trên của thanh tra Hà Nội là chính xác theo thanh tra chính phủ. Theo quyết định của pháp luật đất đai, toàn bộ đất Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban thành phố Hà Nội giao cho các đơn vị quân đội quản lý sử dụng với mục đích quốc phòng tháng 8 và tháng 11 năm 2019. Thanh tra Chính phủ Hà Nội lần lượt các cuộc họp để thông tin đối thoại với người dân Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn. Đến năm cuối năm 2019, lực lượng chức năng bắt đầu dựng tường rào bảo vệ sân bay này. Trong quá trình dựng, sáng 9 tháng 1, công an phát đi thông tin một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, giao phóng tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả là 3 chiến sĩ công an hy sinh và một đối tượng chống đối chết, một đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng
đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo tôi, vụ án Đồng Tâm đất đai, Đồng Tâm Long An, Đồng Tâm Mỹ Đức thì các bạn cũng nên theo dõi kỹ càng. Và cái vụ việc này nó xảy ra cách đây khoảng 2 năm rồi. Vụ việc đất đai kéo dài khoảng 2 năm rồi. Nên là có những bức xúc. Thì xin khuyên với mọi người và người dân Đồng Tâm hãy bình tĩnh. Và hãy bình tĩnh, giữ bình tĩnh và xem xét mọi vấn đề và khía cạnh. Và nhân đây tôi cũng xin chia buồn với ba cảnh sát công an đã làm nhiệm vụ, và một người dân đã bị